Cô chào tất cả các em học sinh. Tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu sang chương 5, ngành chân khớp. Các em hãy lưu ý, kết hợp thông tin hình ảnh sách giáo khoa trang 74, 75 và 76. Ngành chân khớp là ngành có số loài lớn, chiếm đến 2/3 số loài động vật đã biết. Chúng có phần phụ phân đốt, có nghĩa là phân thành các đốt, và khớp động với nhau. Khớp động có nghĩa là khớp cử động được. Cho nên ngành chân khớp ở đây chúng sẽ có đời sống linh hoạt hơn so với ngành thân mềm các em đã được học. Chúng gồm có 3 lớp, đó là lớp giáp xác, lớp hình nhện và lớp sâu bọ. Lớp giáp xác đại diện đó là tôm sông nè. Lớp hình nhện đại diện đó là nhện và lớp sâu bọ đại diện đó là châu chấu. Nha. Các đại diện này các em sẽ được tìm hiểu trong những phần sau của bài. Lớp đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đó là lớp giáp xác. Phần lớn giáp xác sống ở nước ngọt, nước mặn, cơ quan hô hấp của nó là men. Bao gồm có các đại diện như các loài tôm như là tôm sông, nè, tôm hùm, tôm càng xanh, tôm sú, tôm he, vân vân, rất nhiều ha. Và các loài cua như ở trên hình đó là cua biển nè, cua đồng nè. Hoặc là mọt ẩm, rận nước, vân vân, còn rất nhiều ha. Đó là những đại diện của lớp giáp xác. Và trong các đại diện của lớp giáp xác này, chúng ta sẽ tìm hiểu điển hình nhất đó là tôm sông. Bài 22. Tìm hiểu về tôm sông. Đây. Các em hãy quan sát hình ảnh kết hợp với thông tin ở sách giáo khoa thì chúng ta thấy rằng là tôm sông sống phổ biến ở các sông ngòi ao hồ. Trong bài này có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo ngoài và di chuyển. Phần 2 đó là cách dinh dưỡng của tôm như thế nào. Và phần cuối cùng, phần 3 đó là quá trình sinh sản hay là đặc điểm sinh sản của tôm. Trước tiên chúng ta sẽ vào phần 1, cấu tạo ngoài và di chuyển. Các em hãy quan sát đây em ở trên hình nha. Thì cơ thể của tôm chia ra làm mấy phần chính nè? Cơ thể tôm chia ra làm hai phần chính. Các em lưu ý, phần thứ nhất đây các em, đây là phần đầu ngực. Phần thứ hai đó là phần bụng nha. Ở phần đầu ngực dính liền lại với nhau, tức là phần đầu và phần ngực chưa tách rời nhau ra, dính chung lại với nhau gọi là phần đầu ngực. Dưới đầu ngực có giáp đầu ngực. Đấy các em, đó là vị trí của giáp đầu ngực nha. Và bao bên ngoài cơ thể của tôm có vỏ tôm. Chúng ta sẽ tìm hiểu đặc điểm của vỏ tôm có cấu tạo như thế nào. Vỏ tôm có cấu tạo bằng chitin ngấm canxi nên vỏ tôm rất là cứng cáp. Thì điều này giúp ích gì cho tôm nè? Giúp che chở, hay còn gọi là giống như là bộ áo giáp bên ngoài vậy em, và là chỗ bám cho hệ cơ, hay ví nó như là bộ xương ngoài của cơ thể nha. Và trong vỏ tôm có chứa sắc tố giúp cho tôm có màu sắc của môi trường. Như vậy, khi tôm có màu sắc của môi trường, điều này có ý nghĩa gì đối với đời sống của tôm? Giúp cho nó ngụy trang, có nghĩa là giúp cho nó tránh được kẻ thù, che mắt được kẻ thù. Đấy là tác dụng để ngụy trang. Đó là đặc điểm về cơ thể, về cấu tạo vỏ của nó. Tiếp theo sau, chúng ta sẽ tìm hiểu xem tôm có những phần phụ nào và chức năng của mỗi phần phụ đó là gì. Các em hãy quan sát hình 22, sơ đồ cấu tạo ngoài của tôm ở sách giáo khoa trang 75. Như các em đã tìm hiểu ở phần đầu, cơ thể tôm có hai phần chính. Phần đầu tiên, em thấy là phần A nè, đây là phần đầu ngực. Như vậy, ở phần đầu ngực của tôm có những phần phụ nào? Đây các em, phần phụ thứ nhất, đó là mắt kép. Tôm có hai mắt kép.
Đây là hai đôi râu có một đôi râu ngắn và một đôi râu dài. Mắt kép và hai đôi râu có vai trò hay là chức năng để làm gì? Đó là giúp cho tôm định hướng và phát hiện con mồi nha. Và phần phụ tiếp theo đó là các chân hàm. Các chân hàm của tôm nằm xung quanh lỗ miệng và có chức năng là giữ và xử lý con mồi. Và đây là các đôi chân ngực. Các em lưu ý điểm này. Ở giáp xác, lớp giáp xác có 5 đôi chân ngực, trong đó có một đôi kiềm. Đây là đặc điểm đặc trưng cho lớp giáp xác để chúng ta phân biệt được với các lớp khác trong ngành chân khớp. Các chân ngực ở tôm có chức năng là để làm gì? Giúp cho tôm bắt mồi và bò nhé. Đó là phần đầu ngực có những phần phụ và chức năng của từng phần phụ. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần thứ hai của cơ thể, đó là phần bụng của cơ thể. Như các em quan sát trên hình thì chúng ta thấy rằng phần bụng của tôm có sự phân đốt rõ rệt nha. Và nó có những phần phụ. Phần phụ thứ nhất đây các em, đây là các chân bụng. Các chân bụng của tôm có vai trò là giúp cho tôm bơi được nè, giữ thăng bằng và ôm trứng khi đến lúc sinh sản đối với con cái nha. Và đây là tấm lái. Tấm lái có chức năng đó là giúp cho tôm lái và bơi, có thể là bơi giật lùi nha. Đó là các phần phụ và chức năng của các phần phụ trên cơ thể của tôm. Và nó có cách di chuyển, đó là những cách di chuyển nào? Ở đây cô cũng giới thiệu sơ nét nha các em. Nó có hai khả năng di chuyển, đó là có khả năng bò nè, bơi, có thể là bơi tiến hoặc là bơi lùi. Và đôi khi tôm có thể xòe tấm lái dập mạnh về phía bụng làm cho cơ thể của nó bật về phía sau đấy nha. Đó là cách bơi giật lùi nha các em, hay là cách tôm nhảy cũng vậy. Ví dụ khi gặp nguy hiểm, khi các em thấy người ta vớt tôm lên thì em thấy là tôm nó búng rất là mạnh lên lên cao đúng nè, để giúp nó thoát thân. Đó là động tác nó xòe tấm lái dập mạnh cơ thể về phía bụng để làm cho cơ thể của nó bật ra phía sau đấy. Đây là nội dung các em cần ghi vào trong vở của mình. Đây là môi trường sống của tôm, đặc điểm cấu tạo ngoài và di chuyển. Các em hãy ghi những nội dung chính này vào trong vở của mình. Chúng ta chuyển sang phần 2, tìm hiểu về quá trình dinh dưỡng của tôm như thế nào. Dinh dưỡng là quá trình gì của cơ thể sinh vật em? Đó là quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường. Cơ thể sinh vật sẽ nhận vào những chất cần thiết và loại ra những chất không cần thiết, thì thông qua quá trình đó giúp cho cơ thể của sinh vật đó lớn lên. Và cái quá trình dinh dưỡng này thực hiện bởi các hệ cơ quan nằm bên trong cơ thể của sinh vật. Như vậy ở tôm, cái quá trình dinh dưỡng của tôm diễn ra như thế nào? Tôm kiếm ăn vào lúc chập tối hay là về đêm, nói chung là nó hoạt động về đêm nha. Và thức ăn của nó là động vật, thực vật, mồi sống lẫn mồi chết. Người ta gọi tôm là loài ăn tạp nha. Và tôm nhận biết được thức ăn từ khoảng cách rất là xa. Nhờ vào đâu? Đó là nhờ các tế bào khứu giác trên hai đôi râu rất phát triển nha. Cho nên dựa vào đặc điểm này, người ta dùng thính. Dùng thính có nghĩa là dùng mồi có mùi thơm em, để câu hay là để cất vó tôm nha. Hệ tiêu hóa thì hệ tiêu hóa của tôm có vai trò để làm gì? Biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng và hấp thụ ở ruột của tôm. Các em hãy quan sát trên hình nha. Quá trình biến đổi hay là lấy thức ăn vào, biến đổi thức ăn diễn ra như thế nào ở trong hệ tiêu hóa của chúng? Đôi càng thì giúp cho nó bắt mồi nè, các chân hàm nghiền nát thức ăn, thì thức ăn sẽ được qua miệng và hầu, được tiêu hóa ở dạ dày nhờ enzyme từ gan tiết vào và được hấp thụ ở ruột. Đấy là quá trình dinh dưỡng nha. Tiếp theo,
Cơ thể tôm còn có một bộ phận nữa, đó là mang các em. Mang có vai trò là giúp cho tôm hô hấp. Đây là vị trí các lá mang trên cơ thể của tôm. Các lá mang này nằm trên các đôi chân ngực và nằm bên dưới giáp đầu ngực nha. Ngoài ra, ở tôm còn có tuyến bài tiết, giúp bài tiết. Tuyến bài tiết này nằm ở góc đôi râu thứ hai. Đấy là toàn bộ quá trình dinh dưỡng của tôm nha. Đây là nội dung chính của phần dinh dưỡng. Các em hãy ghi nội dung chính này vào trong vở của mình. Chúng ta chuyển sang phần 3, tìm hiểu về đặc điểm sinh sản của tôm như thế nào. Cơ thể tôm phân tính. Các em hãy quan sát hình trên. Đây là con đực và đây là con cái. Tôm đực và tôm cái khác nhau như thế nào? Đây các em, con đực thì có kích thước lớn hơn nè. Đôi kìm rất to và dài hơn so với con cái. Và một đặc điểm rất dễ nhận biết đối với con cái đó là đến mùa sinh sản thì chúng có khả năng ôm trứng nhờ các đôi chân bụng nằm ở phía bụng của cơ thể. Đến đây có câu hỏi đặt ra như thế này. Theo em, tập tính ôm trứng của tôm mẹ có ý nghĩa đó là gì? Nha. Đó là giúp cho trứng được bảo vệ tốt hơn. Sau một thời gian, trứng sẽ nở thành ấu trùng và ấu trùng này phải lột xác nhiều lần mới lớn lên thành tôm trưởng thành. Nha. Đây là hiện tượng lột xác. Lột xác có nghĩa là nó sẽ lột bỏ lớp vỏ cũ để hình thành nên lớp vỏ mới. Nha. Đến đây câu hỏi đặt ra như thế này. Vì sao trong quá trình lớn lên, ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần? Lý do là gì? Đó là vì vỏ chitin ngấm canxi của tôm cứng rắn, kém đàn hồi. Không những tôm mà hầu hết các loài giáp xác nói riêng và ngành chân khớp nói chung. Để lớn lên, chúng phải kèm theo hiện tượng đó là lột xác. Khi lột xác, trong lúc lớp vỏ mới chưa kịp cứng rắn lại, thì cơ thể của tôm lúc này lớn lên một cách rất nhanh chóng. Đấy là hiện tượng lột xác để lớn lên ở tôm cũng như là giáp xác và kể cả những động vật thuộc ngành chân khớp. Đây là nội dung chính của phần sinh sản. Các em hãy ghi nội dung chính này vào trong vở của mình. Như vậy đến đây các em đã tìm hiểu xong đại diện điển hình cho lớp giáp xác đó là tôm sông. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Em hãy ghi đầy đủ nội dung bài học theo yêu cầu học bài đọc một em có biết ở sách giáo khoa, làm câu hỏi 1, 2, 3, trang 76. Chuẩn bị bài 24, đa dạng và vai trò của giáp xác. Cô mến chào tất cả các em.